Đây mời các cụ xem mấy con Lexus nhá. Chả biết là Lexus gì đây. Thế nó đang rao bán đây. Đây là con Lexus RX 2019 3.492.000 rúp. Khoảng 50.000 đô. 50.000 đô. Đấy, các cụ xem thích chọn con nào đây, nhiều Lexus lắm. Lexus 2019. Đấy, quả mặt của ông Lexus này thì không lẫn lên đầu được. Ông cái là rằng thì to quá thế này. Xem bên cạnh đây, đấy một dãy Lexus đấy. Giờ mình dạo xuống đây vòng nhỉ. Về cơ bản nhìn la răng của ông Lexus nhìn đẹp đấy. Các cụ nhắm con nào có gì nhắn tin vào trong bên này gửi mua về cho. Xem đây là con Lexus. À con Lexus này thì cũ quá. Sản xuất năm 2018. À 2008. 784.000 rúp. Ô con này mình mua được 784.000 rúp, khoảng hơn 10.000 đô tí. 2018. Bố này thì quả đèn nhìn hoành tráng, hai quả to đùng với cả một quả nhỏ. Nhìn cũng không đến nỗi cũ lắm. 2008 là cũng 11 năm rồi nhưng không đến nỗi cũ lắm. Đây, hai quả đèn này, nói chung là được. Không có Lexus. Nhưng mà ui giời ơi, vành thì dỉ quá rồi. Mình này dỉ quá rồi, cũ quá rồi. Tiếp tục xem là Lexus. Xem mà con Lexus này, con này là sinh năm nào. Con này thì đang được bán 1.300.000 rúp. 1.300.000 rúp thì nó khoảng 20.000 đô. 20.000 đô. Mà con này thì không biết sinh năm nào. Đèn đóm cũng được. Đèn đóm cũng được. Đây Lexus. Lexus 2015 đây. Lexus 2015. Ông này thì đèn cũng khác. Nói chung là Lexus các cái năm đèn đóm nhìn nó cũng được. Nó cũng thay đổi. Ông này thì la răng các thứ thì tức là cái hay, cái quả này thì không nói làm gì rồi, nhưng mà cái quả la răng ở trong này nhìn nó cũng lạ, hình theo kiểu zigzag. Ông này lên đòi 2.800.000, 2.800.000 khoảng 40.000 đô. 2.800.000, 40.000 đô. Còn trong này thì xem nào. À có thêm con Lexus 1.800.000 này các cụ này. Nào thích thì múc. Còn con này thì đã, nói chung là nhìn Lexus là đèn đóm cái thứ nó thay đổi theo từng năm cũng được. Nó có sự khác biệt đấy. Không phải là trùng lặp quá nhỉ. Con này là sinh năm nào? Con này 2014. 2014, 1.800.000 nó khoảng 20. À không, khoảng 40. Đây nào, úi chà. Đây là ông Lexus này thì là 2010. Ông này thì quả la răng các thứ thế lại khác. Nó không có phải là cái hình to bự. À, đây nó hình thon gọn hơn cái đới tản nhiệt thì nó là hình ngang. Đó. Logo thì chắc chắn nó chữ L rồi. Đèn đóm thì thế nào? Đèn đóm cũng được đấy. Nó không trùng lặp với cái mấy cái con đèn khác của mấy cái năm khác cũng được. Con này thì gần 40, khoảng 37 38.000. Xem nào, để mua con nào chọn con để đi nha.
các cụ thích con nào rất cơ mình. Bây giờ là ta đến con Lexus 2014 à, cũng như con 2014 hồi nãy thôi. Con này đắt hơn các cụ ạ. À? Con kia có 1.6 triệu mà con này 2.7 triệu. 2.7 triệu là cũng hơn 45 nghìn đấy. 2.7 triệu. Nhưng mà đèn nó khác. Con này đèn nó khác hoàn toàn. Đèn khác hoàn toàn. Ai dạ xem nào. Sắp anh Lexus này là đấy, sắp bán rồi này. Số 56 con này thì không biết là sinh năm bao nhiêu. Đèn đóm các thứ nhìn cũng có vẻ ngon nghẻ. Đấy. Đèn đóm các thứ nhìn cũng có vẻ ngon nghẻ. Bên trên kia được. Đấy, con này thì cũng già rồi. Con này thì sinh 2009. 2009. Anh này thì 1.7 triệu rút. 1.7 triệu khoảng 20 nghìn. 20.000 rút. 20.000 rút nó khoảng à quên, 20.000 đô, 20.000 đô. Nó cũ rồi, chắc là cũ rồi. 20.000 đô. Đây là Lexus 3,3 triệu rúp. Con này nhìn có vẻ mới đấy. Con này có vẻ mới, để xem năm nó là năm nào. À, năm 2016, cũng là 2 năm. 2 năm con này 3 triệu 3 rúp. 3,3 triệu rúp. Đây nó hiện tại là hiện trạng đây. Đó, nhìn cũng có vẻ mới nhưng mà không biết là động cơ động kia các thứ thế nào. Ở đây thì nó đã kiểm tra rồi. Để xuống tiếp một con nữa xem nào. Con này thì hơn 3 triệu. Lexus là năm bao nhiêu? Năm 2014. 2014 là hơn 3 triệu. Nhìn cũng sơn xiết các thứ là ổn, là đẹp. Con này thì không biết cụ thể là chạy được bao nhiêu rồi. Bởi vì là cũng không thích quay xe cũ, không thèm để ý lắm đâu. Để ý năm thôi. Để mua xe cũ thì phải thử một cái các thứ nhiều. Đó, mình quay một loạt đấy. Xong là các cụ xem thích con nào thì nhắn tin dưới nhá. Nói gì chuyển phát nhanh về cho anh em nhá. Tạm biệt các cụ.